Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Với tình hình chăn nuôi thủy cầm ngày càng phát triển kéo theo tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó kiểm soát nên chi phí cho thuốc thú y còn cao, làm cho hiệu quả chăn nuôi chưa được tốt. Việc tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trong thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn, người chăn nuôi có thu nhập không ổn định và có ít lãi. Và trong quá trình chăn nuôi, nếu gặp dịch thì càng khó kiểm soát hơn, có thể kéo theo là chết cả đàn. Vì vậy, trong chuyên đề ngày hôm nay, Dr. Vet xin giới thiệu đến quý bà con về dịch tả vịt. Thứ nhất là về nguyên nhân gây bệnh. Dịch tả vịt là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây tử vong cao cho vịt do một loài virus thuộc nhóm herpes gây ra. Giữa các chủng virus có sự khác nhau về động lực, có loại động lực cao, loại động lực vừa và loại động lực thấp. Khi vịt bị bệnh thì mầm bệnh được bài xuất ra ngoài theo phân và các dịch thẩm xuất khác ở miệng, mũi. Về đường lây truyền trực tiếp do tiếp xúc giữa vịt khỏe và vịt ốm hoặc vịt mang trùng. Lây gián tiếp qua thức ăn, nước uống, dụng cụ chăn nuôi và bãi chăn thả khi bị ô nhiễm. Nguồn nước nhiễm virus và động vật thủy sinh trong nguồn nước cũng chứa virus trong một thời gian nhất định nên có vai trò truyền bệnh. Cho vịt khỏe tiếp xúc với nước ao tù hoặc nơi đã chăn thả vịt bệnh sẽ bị lây bệnh. Vịt mẹ mang bệnh chuyển virus qua trứng, những vịt con nở ra từ trứng mang virus thì đều bài thải virus qua phân. Sự truyền dọc này làm giảm tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ ấp nở. Bệnh thì có thể xảy ra quanh năm. Về cơ chế sinh bệnh, sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus dịch tả vịt nhân lên ở niêm mạc đường tiêu hóa, đặc biệt là niêm mạc thực quản và lỗ huyệt. Sau đó, virus xâm nhập vào máu làm tăng tính thẩm thành mạch, gây hiện tượng xuất hiện điểm ở nhiều cơ quan nội tạng như lách, gan, túi Fabricius và tuyến ức. Thứ hai là về triệu chứng, thời gian ủ bệnh khoảng 3 đến 7 ngày, tỷ lệ tử vong là 5 đến 100%. Ở vịt trưởng thành thì chết đột ngột, sắc béo, con được gai dao cấu lòi ra ngoài. Ở vịt con ở 2 đến 7 tuần tuổi thì xác gầy, mọ xanh, chảy nước mắt, mũi chảy dịch lẫn máu, có biểu hiện sợ ánh sáng, mắt nhắm hờ, ỉa chảy ra nước, mất khả năng điều hòa vận động, ngẹo cổ run rẩy, nằm gục và duỗi gánh, giảm đẻ ở vịt đang cho trứng. Thứ ba là về bệnh tích, xuất huyết các điểm xuất huyết trên ngoại tâm mạc, đặc biệt là vành tim, đôi khi quan sát thấy xuất huyết nội tâm mạc, thực quản viêm, bề mặt niêm mạc phủ màu vàng nhạt. Niêm mạc ruột non, dạ dày cơ xuất huyết, lòng ruột non phủ một màng mỏng màu vàng nhạt, manh tràng có các nốt lép, tuyến ức teo, xuất hiện điểm tràn lan, trên bề mặt niêm mạc túi Fabricius chuyển sang màu đỏ thẫm, lắng đọng dịch dỉ viêm màu trắng. Bề mặt gan xuất hiện các điểm xuất huyết và điểm hoại tử màu trắng có màu vàng nhạt, màu ánh đồng. 4 là về phòng bệnh, thứ nhất là về chuồng trại, phải khô ráo, thoáng mát, ấm về mùa đông và mát mẻ về mùa hè. Diện tích chuồng nuôi phải phù hợp với quy mô chăn nuôi, phải có hố sát trùng trước cửa chuồng nuôi, phải có chuồng nuôi cách ly với đàn vịt mới mua về hoặc là đàn vịt ốm, tạo hàng rào cách ly khu vực chăn nuôi với môi trường bên ngoài nhằm ngăn chặn người lạ, gà, vịt, chó, mèo vào khu vực chăn nuôi. Về con giống thì phải nhập con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ những trang trại an toàn dịch, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y là tốt nhất. Vịt mới mua về thì phải cách ly tối thiểu là 15 ngày để theo dõi. Về chăm sóc và nuôi dưỡng thì phải cho vịt ăn uống đầy đủ, đảm bảo chất lượng, thường xuyên bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất, điện giải để tăng sức đề kháng cho vịt. Về tiểu khí hậu chuồng nuôi thì đảm bảo về mật độ nuôi, độ thông thoáng và đủ nhiệt độ. Vệ sinh tiêu độc khử trùng, thường xuyên vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực nuôi, dụng cụ chăn nuôi, sau mỗi vụ nuôi phải tiến hành tổng vệ sinh chuồng trại, thu gom phân rác thải để xử lý, cọ rửa chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi. Tiến hành phun sát trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi, ngâm dụng cụ chăn nuôi trong thuốc sát trùng để chống chuồng 10 đến 15 ngày trước khi nhập lứa mới. Rác vôi bột xung quanh chuồng nuôi và lối đi một lớp dày từ 1 đến 2 cm, rộng 1,5 m để tạo vành đai bột nhằm loại trừ các nguyên nhân gây bệnh. Tiêm vaccine phòng bệnh, chủ động tiêm phòng vaccine cho vịt lần 1 lúc 12 đến 15 ngày tuổi, lần 2 sau đó 30 ngày. Nếu vịt được nuôi làm giống thì phải tiêm lần 3 trước khi đẻ 15 đến 20 ngày, sau đó tiêm định kỳ 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Thứ 5 là về điều trị. Cách điều trị dịch tả vịt như sau. Thứ nhất là về xử lý nguyên nhân. Khi dịch xảy ra, tiêm thẳng vaccine dịch tả vịt vào ổ dịch sẽ cứu sống vịt. Đối với dùng tiêm vaccine dịch tả vịt với liều tăng gấp 2 đến 3 lần, sau 7 đến 8 ngày những con mang mầm bệnh sẽ chết, còn những con chưa nhiễm bệnh thì sẽ có khả năng miễn dịch và chống lại bệnh. Nhưng hiện nay đã có kháng thể dịch tả vịt nên phương pháp này ít được sử dụng. Sử dụng kháng thể dịch tả vịt nên việc điều trị dịch đơn giản hơn và giảm thiệt hại hơn nhiều so với tiêm thẳng vaccine dịch tả vịt vào ổ dịch. Đối với dùng kháng thể thì tiêm hoặc uống theo liều hướng dẫn của nhà sản xuất, sau 3 ngày thì nhắc lại.
Khi vịt mắc bệnh thì cần tăng cường sức đề kháng và thể trạng cho vịt bằng một số sản phẩm bổ sung vitamin và tăng đề kháng như sản phẩm Betasol Oran hoặc là Amino Grow Oran. Ngoài ra thì cần bổ sung thêm điện giải như sản phẩm Catcholite của VB Pharma hoặc Electromix VKS của Interchemie Hà Lan. Khi vịt mắc bệnh thì các loại vi khuẩn khác có cơ hội tấn công vào cơ thể, vì vậy cần phải chống kế phát bằng một số kháng sinh như sản phẩm Crosan VKS hoặc là Dimusan VKS. Phân, rác phải thu gom xử lý, chuồng trại phải tẩy uế sát trùng bằng các dung dịch sát trùng như đề xuân super của Interchemie Hà Lan, Phormon 3-5%, sút hoặc là nước vôi đặc để chống chuồng 1 tháng thì mới được nhập vịt. Như vậy thì trong chuyên đề này, Dr. Vet đã giới thiệu đến quý bà con về bệnh dịch tả vịt, nguyên nhân gây bệnh, triệu chứng, bệnh tích, cách phòng và điều trị. Rất mong quý bà con có thể góp ý thêm những phác đồ điều trị hiệu quả mà quý bà con đã làm để Dr. Vet cũng như quý bà con khác có thể tham khảo và học tập để chăn nuôi ngày càng thành công. Rất cảm ơn quý bà con đã theo dõi, ủng hộ Dr. Vet trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những chuyên đề tiếp theo.